Nhận định bóng đá Real Madrid vs Liverpool, 3:00 ngày 16 tháng 3, khách khó ngược dòng. Trận Real Madrid vs Liverpool trong khuôn khổ vòng lượt về vòng 1/8 Champions League 2022-23 diễn ra vào lúc 3:00 ngày 16 tháng 3 được Bóng Đá Pool cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định. Trước đối thủ kỳ dơ và sở hữu DNA Champions League trong mình, một Liverpool thiếu ổn định và có màn trình diễn kém cỏi trên sân khách sẽ khó có cơ hội để sửa sai cho thất bại tan nát ở lượt đi. Phong độ gần đây của Real Madrid vs Liverpool. 3 tuần trước, Real đã gây sốc cho Liverpool khi đánh sập pháo đài Anfield với tỷ số 5-2. Một kịch bản thậm chí còn điên rồ hơn khi bạn nhớ rằng Liverpool đã dẫn trước hai bàn trong một trận đấu mà lữ đoàn đỏ có sự khởi đầu như mơ để hướng đến một kết quả tuyệt vời. Thất bại đó và trận thua 0-1 mới đây trước Bournemouth diễn ra xen kẽ một trận đấu thăng hoa tột độ ở Premier League dành cho các học trò của Jurgen Klopp khi nghiền nát đại kình địch Manchester United tới 7-0. Rõ ràng, sự thiếu ổn định của Liverpool đang khiến nhiệm vụ ngược dòng đánh bại Real Madrid để giành vé vào vòng tứ kết gần như là bất khả thi. Đây là điều hoàn toàn khả thi, bởi ngay cả ở thời điểm đỉnh cao phong độ, đánh bại Real Madrid luôn là một thách thức đối với Liverpool. Cần nhấn mạnh rằng từ năm 2014 tới nay, Real Madrid và Liverpool gặp nhau 7 lần, trong đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Cay đắng hơn, 2 trong số 6 thất bại đó là ở các trận chung kết năm 2018 và 2022. Nếu như Liverpool tung ra sân đội hình mạnh nhất và nhận thất bại trước Bournemouth thì ở Tây Ban Nha, một Real Madrid không Karim Benzema đã dễ dàng đánh bại Espanyol để tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga. Sự tự tin phần nào đó đã trở lại và với lợi thế về mặt tỷ số quá lớn, Los Blancos hoàn toàn có thể nghĩ đến việc tạo dựng thế trận rình rập, chờ đợi sơ hở của Liverpool để tung đón hồi mã thương. Thông tin lực lượng Real Madrid vs Liverpool mới nhất. Real Madrid sẽ vắng cả Ferland Mendy và David Alaba ở trận lượt về vì những lý do khác nhau. Điều này buộc huấn luyện viên Carlo Ancelotti phải sử dụng lại Eduardo Camavinga hoặc Nacho như những gì ông đã làm trong thời gian gần đây. Ngoài ra, đội trưởng Karim Benzema đã sẵn sàng trở lại. Danh sách chấn thương dài của Liverpool đang dần rút ngắn khi Thiago, Arthur, Luis Diaz đã bình phục và Calvin Ramsey hiện là cầu thủ đội một duy nhất của đội khách vắng mặt. Đội hình dự kiến Real Madrid vs Liverpool. Real Madrid, Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga, Koundé, Modric, Kroos, Vinicius Jr, Valverde, Benzema. Liverpool, Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Bajetic, Fabinho, Henderson, Salah, Gakpo, Nunes. Soi kèo nhà cái Real Madrid vs Liverpool. Xỉu phạt góc, lịch sử đối đầu giữa hai đội chứng kiến tình trạng khan hiếm phạt góc, khi 3/4 trận gần nhất đều có tối đa 8 lần bóng được đặt ở 4 cột góc cuối sân. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở 3/6 trận vừa qua của Real Madrid và 4/5 trận gần đây của đội khách Liverpool. Real Madrid vượt kèo góc, trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid luôn chiếm ưu thế thống kê phạt góc, khi giành chiến thắng 4 trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường. Lịch sử đối đầu cũng chứng kiến Los Blancos đánh bại Liverpool 3 lần gần nhất trên sân nhà theo chỉ số phạt góc. Chẳng bàn thắng, 9/10 trận sân nhà gần đây của Real Madrid chẳng bàn thắng. Lịch sử đối đầu cũng chứng kiến 3/5 trận gặp nhau giữa hai đội về chẳng bàn thắng. Từ 4 bàn trở lên, một kịch bản sôi động bàn thắng như trận lượt đi hoàn toàn có thể xảy ra đêm Ani. Cả Liverpool lẫn Real đều sở hữu hàng công dồi dào sức mạnh trong khi tuyến dưới không thực sự chắc chắn. 3/5 lần đối đầu gần đây giữa hai đội kết thúc với 4 bàn trở lên. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 5/9 trận gần đây của Real. Kèo đặc biệt: Benzema ghi bàn ở chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Espanyol cuối tuần trước tại La Liga. Tiền đạo Karim Benzema không được huấn luyện viên Ancelotti nhằm đảm bảo anh có được nền tảng thể lực tốt nhất cho trận tái đấu với Liverpool. Có thể coi chân sút người Pháp là khắc tinh của Liverpool, khi trận lượt đi cách đây 3 tuần anh đã lập cú đúp bàn thắng. Với thành tích trên, Benzema đã có tới 6 bàn trong 7 trận đối đầu Liverpool tại đấu trường Champions League. Chuyên gia bóng đá dự đoán: Peter Fitzgerald,
Chuyên gia bóng đá của Transfer Market bày tỏ quan điểm, Liverpool đơn giản là buộc phải tấn công mới có thể nuôi hy vọng lật ngược thế cờ. Điều này có nghĩa là cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn để tạo nên một trận cầu bùng nổ bàn thắng như trong trận lượt đi. BONGAPLUS dự đoán Real Madrid vs Liverpool 2-2.